Thích em bé không? Thì không lẽ giờ có em bé gì? Giờ đó giờ thích em bé em để liền luôn á. Thích à? Vậy để nhá. Gì giờ hỏi đi. Thiệt không? Thiệt không? Thiệt không? Tôi để là tôi có mấy cái nhà mình làm gì tôi ngu tôi không để mà. Thiệt á. Suy nghĩ kỹ á. Suy nghĩ kỹ. Mẹ cũng kêu để mà. Mẹ cũng nói đó. Hai đứa để đi đó. Chị là phải suy nghĩ kỹ nha, mình hối hận. Mình mốt hối hận nó biết vậy, biết vậy nữa. Không, em có đứa con rồi em nói gì hối hận đó. Mai mốt em có đứa con rồi giờ bỏ em nói hối hận. Chị không có con bây giờ đi, giờ tài sản nhà dụng hết rồi, sao mà chị bỏ anh đủ. Ngu hả? Gì à? Suy nghĩ kỹ nha. Vậy là em đẻ là tài sản hết là của em hết đúng không? Đẻ đẻ, em sẽ đẻ. Nhưng mà đẻ là vì tình cảm chứ đâu phải vì cái nó. Thì nói chung cũng vì tình cảm nhưng mà tài sản cũng. Nhưng thiệt là đứa con mà quan trọng hơn tài sản đúng không? Em nói mà em có gì có em cũng nói đứa con không mà. Quan trọng bằng vợ. Không, đứa con quan trọng, nếu mà đẻ ra thì đứa con quan trọng hơn em nha. Nếu mà đẻ ra con ra là đứa con sẽ quan trọng hơn. Không, mai mốt nó cũng đi với người khác rồi. Nó giờ ở bên cạnh chị thôi á. Hai đứa mình lúc nào cũng ở bên. Cuối cùng là chỉ có hai đứa mình thôi chứ không có nó đâu.